Một ngày mới lắng lo corona gọi mời, người người cứ đắn đo buôn bán sao chẳng lời. Nhà còn mỗi cá kho, ôi giới ơi là giời. Năm nay thật đen, ra đây mà xem chán thôi rồi. Đại dịch làm mọi người điêu đứng, đem bao nhiêu khổ đau. Tiền bạc giờ phải được cân xứng, không là nó sẽ trôi thật mau. Tồn tại để làm người chiến thắng, phải chiến đấu với Covid, cứu sống lấy oxy giống như trên cái TV. Mẹ lo, bà lo, ba tức, ông bực. Mẹ lo, ba tức, ông bực. Yêu thương lấy nhau cùng đồng hành, ta hãy vùng lên đấu tranh. Chào mừng một mùa Tết mới, sát bên nhau không rời. Covid ơi. Làm gì đánh mắt đưa tình ta vậy? Có liếc mắt đưa tình gì đâu. Đằng nào tôi chả là của em mà. Chứ định của em nào nữa hả? Không quá. Ta coi đây. Đây là kịch bản đám cưới online của tụi mình á. Em làm kỹ lắm rồi đó. Coi thử coi. Tự nhiên nhìn cái mặt chắc khó ưu dữ sợ luôn á. Mặc cái váy này được không? Trời ơi, đẹp nè. Ui trời. Nhưng mà thấy cái màu nó có bị chói quá không ta? Đâu, anh thấy nền nã mà. Nền nã hả? Ừ, hai đứa mình cùng chói, hiểu không? Nhưng mà anh thích màu này không? Anh mặc bộ này anh chịu không? Được mà. Được ha. Em chọn cái gì anh cũng chịu hết á. Nịnh là giỏi à. Nịnh nó mà nịnh thiệt. Cái khúc này. Trời ơi, coi cái ngực. Trời. Coi cái gì đâu không à. Mê mà. Người ta mê mà. Cười gì mê mẩn luôn á. Cái gì vậy không biết nữa à. Nè, bữa nay tôi thấy ông sao sao á. Sao sao là sao? Tự nhiên nắm tay tôi trước mặt mấy đứa cháu à. Bà không hiểu gì hết. Tôi ga lăng, tôi lên phòng, tôi mời bà xuống đây, dắt bà đến gặp hai đứa cháu nội cười. Để cùng gia đình này sẽ nhảy cái bài phòng chống Covid. Trời à. Thôi, thôi thôi thôi, cái bài đó khó lắm, nghe không có được đâu. Dễ lắm con, mở lên đi. Thơm quá. Mời bà Hoàng xoay mì. Sao vậy? Sao mặt bí xị vậy? Ân hận rồi đúng không? Ân hận vì theo tôi đi bụi đúng không? Khùng quá à.
ân hận gì ở đây? Mới gọi điện về nhà chị Hà, chị Hà nói là anh Hai đáp máy bay tới nơi rồi, bây giờ đang lo mấy cái thủ tục khai báo này kia rồi chắc là sáng mai mới về tới nhà. Vợ nhà ai cũng hồi hộp, căng như dây đàn. Thấy mọi chuyện ổn mà căng là căng chuyện gì? À, căng cái vụ mà em theo anh đi bụi á hả? Trời ơi, trời ơi đất ơi, gì ở đây nữa? Cái chuyện nó nhỏ xíu à nha. Nói cho nghe, nếu mà nói vậy là kiểu như không có hiểu tâm lý bà mẹ vợ tương lai gì hết trơn á. Cho dù con nhỏ Chi này có bỏ đi bụi múc mùa luôn, về nhà chắc chừng bị chửi ba câu thôi ha. Vậy chứ là chuyện gì? Cái chuyện này thì nói nghe mà nó kỳ kỳ sao á. Kỳ là kỳ sao? Nè, ông có biết đó là sáng nay mẹ tôi đi lên ủy ban phường làm gì không? Mẹ có việc gì mà lên ủy ban phường? Xếp hàng lấy 2 ký gạo từ thiện. Trời đất ơi, tin được không? Hết hồn luôn phải không? Mẹ mà phải xếp hàng lấy gạo từ thiện hả? Thì đó, cái chuyện này nói ra mà hả, kiểu ngượng miệng luôn á. Ở ngoài á thì bà già hả, coi như là nắng nôi xếp hàng lấy 2 ký gạo rẻ tiền với lại khoảng chừng 10 gói mì tôm. Ở nhà ha, ông già lấy 100 ký gạo ngon với lại 30 thùng mì gói xịn ra đem phân phát từ thiện. Trời, mâu thuẫn ha. Nghe mà kiểu như chuyện hài vậy đó. Ừ, không biết hình dung cái chuyện này như thế nào luôn. Bởi vậy bây giờ ở nhà nè, mọi người đang rất là lo lắng. Lo ở đây là lo là ba sẽ bị mẹ phát hiện cái chuyện đó. Trời ơi, mẹ mà phát hiện ra hả, không dám nghỉ luôn nha. Trời ơi, chắc kiểu giống như là bùm. Trời ơi, xong rồi là chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Mà chiến tranh thế giới là kiểu mà nó tan thương, nó nát bét hết luôn á. Anh không dám nghĩ tới luôn á. Thì đó, lúc đó là không biết là ba làm sao mà sống yên với mẹ đây. Rồi bây giờ cái chuyện đó giờ tính sao? Tính được cái gì nữa đâu. Hay là bây giờ như vậy, để em đi về nhà coi tình hình coi làm sao ha. Ai để anh về chung với em? Khủng quá à, dầu sôi lửa bỏng vậy á. Mẹ là mẹ đang gai cái chuyện của ba lắm. Thấy thêm cái mặt của anh vô hả, chắc ngưng tim luôn quá à. Không dám đâu, anh về anh đánh lạc hướng được cái vụ của ba. Anh bị đánh á thì có. Thôi bây giờ cứ ở yên đây, em về em coi sao. Alo cái xuất hiện liền là được ha. Cái gì vậy? Trời đất ơi, có cái mặt kìa. Nè, đừng nói là sợ không dám ngủ mình nha. Người ta sợ thì sao? Người ta sợ xa, người ta sợ không được ngủ cùng với em. Ở đây đi. Ồ, khuya rồi, ngày mai về tính chuyện. Dù gì hôm nay cũng có anh Hai cứu bộ mà, đúng không? Tối nay ngủ đây massage cho. Hứa nha. Ừ. Thôi cái mặt kìa, xạo sự không. Thiệt chứ bộ. Thôi ăn đi, mì nở hết rồi. Ăn mì nở này dễ tiêu hóa. Khùng dễ sợ. Đây để nở gấp cho. Ăn nạc vô. Nè mẹ. Rồi cảm ơn con. Ăn nhiều vô để học bài nha hai đứa. Dạ. Cái này thấy tròn do à nha. Đâu có đâu. Con ngồi thì cục quá. Thôi ăn đi. Ủa Hà. Dạ. Gì vậy? Cơm mình đang ăn nè, có phải gạo của mẹ mua không con? Dạ không mẹ. Con nấu gạo cũ á. Sao không nấu gạo mới? Mẹ mua cả 100 ký gạo luôn mà. Không nấu á, để lâu á, ăn nó bị mốc đó con. Với lại mẹ muốn con cái gạo của mẹ mua á, có ngon hơn gạo ở phường phát từ thiện không? Không sao đâu, từ từ ăn cũng hết mà. Bà lo làm chi cái chuyện tào lao đó. Ông mới là tào lao đó. Ông có biết là tôi khổ sở, tôi vất vả, tôi cực khổ lắm mới mua được 100 ký gạo không? Trời đất ơi, mệt lắm cho sung sướng gì sao? Đó, mà nói gạo mới nhớ. Bây giờ con không nấu gạo đó, mẹ cũng chưa biết cái gạo mẹ mua có ngon hay không nữa. Mẹ đi kiểm tra được rồi. Đợi đánh bữa ăn, ngồi ăn đi. Không, để tôi coi coi gạo ngon không, rồi tôi ra tôi ăn, yên tâm đi. Ba nội. Cái gì vậy? Con có chuyện nên bắt cười lắm nè. Chuyện gì?
À, hồi sáng cô Út định chú Phong qua nhà mình chơi á. Chú Phong nào? Thì chồng sắp cưới của cô Út chứ ai. Cái gì mà chồng sắp cưới? Ai đồng ý cho đâu mà chồng sắp cưới? Ủa? Mà ai mở cửa cho ông Phong vô nhà? Ha. Dạ. Có phải con mở cửa cho thằng Phong vô nhà đúng không? Dạ đâu có đâu mẹ. Còn chối nữa hả? Những chùm chìa khóa nhà này á, mẹ giấu là không ai biết hết á. Mẹ chỉ đem một chùm duy nhất để xếp hàng thôi. Hồi nãy là con lấy chùm đó mà. Con không mở cửa thì ai mở cửa chứ? Trời đất ơi, con về nhà đâu có thấy ai đâu mẹ. Nhưng mà con thấy cô Út. Trời ơi Miêu, con nói gì kỳ vậy? Mẹ về nhà đâu có thấy cô Út đâu. Tự nhiên con nói với bà nội vậy, bà nội la mẹ kìa. Thấy cái gì? À, con chưa nói xong. Cô Út với lại chú Phong không có chịu khóa cửa nên phải đứng ở ngoài. Ông nội cũng không có chịu khóa cửa để mở cửa cho hai cô chú vô. Chú Phong có chèo ngồi thang. Hả? Trời ơi, đàn ông con trai gì đâu mà hóng chuyện của người ta không? Ly, con nói lại cho nội nghe coi. Dạ, con nói gì? Ba nội ơi, Việt Nam mình là số 1 luôn á. Số 1 sao con? Dạ, hôm bữa con xem thời sự chung với ông nội á. Người ta nói á là Covid đang ở cả thế giới luôn. Nhưng mà Việt Nam mình tuân thủ theo 5K nên là không có bị sao hết. Ồ, hay, thấy cháu nội giỏi chưa? 5K là sao? À, con biết 5K là gì rồi nè, thấy con hay chưa? Là gì, nói nghe thử coi. Thôi đi ông tướng ơi, ăn lẹ đi còn lên học bài nữa. Con đâu có bài tập đâu, con phải ở dưới đây đợi ba về. Nè, 5K là cái gì nói nội nghe coi. 5K là 5-0 đó. Ông nội, con không biết á, nó lanh chanh như ai luôn. Thì con chỉ nói đi. Ca thứ nhất là khẩu trang, ý là mình đi đâu cũng phải mang khẩu trang á bà nội. À, ở nước ngoài á, có một nhóm người đi xe bus á, mà lên xe bus mà thấy ai đeo khẩu trang là bị đánh đó mẹ. Ừ, gì kỳ cục vậy? À, ca thứ hai là khử khuẩn, ý là mình đi đâu mình cũng phải rửa tay bằng xà bông nè, hoặc là nước rửa tay á. Đây cháu nội giỏi chưa. Còn ca thứ ba? Ca thứ ba là khoảng cách 2 mét nè. Và ca thứ tư á là không tụ tập đông người. Đó, cái ca thứ tư đó là bà nội con là nhất thế giới á. À, ông thấy tôi không? Bởi vậy á, tôi mới khóa cửa lại không cho người trong gia đình mình ra ngoài, tránh tụ tập đông người. Tôi làm quá tốt mà, ông là chồng ông không ủng hộ tôi. Ừ, sao ông ủng hộ? Bà nói gì mà bà nghe được à? Nè nè, chồng ấy tiếp nữa hả con? Ca thứ năm là gì ta? Lưu Liên không biết mà mày đặt nói. Mẹ ơi, ca thứ năm là gì vậy? À, con nhớ rồi. Ca thứ năm là khai báo y tế thành khẩn. Khai báo y tế thành khẩn là gì? Dạ, là giống như ba đang ở sân bay á bà nội. Là phải khai báo y tế những nơi mà mình đã đi qua nè, những người mình đã tiếp xúc, để cho người ta biết á bà nội. Biết để làm gì? À, có nghĩa là lỡ như mà mình bị nhiễm Covid á, thì người ta sẽ đem những người mà tiếp xúc với người bị đi cách ly hết đó mẹ. Đó, đó là biện pháp tốt nhất, đúng không cháu nội? Dạ đúng. Ờ, cháu nội tôi giỏi dễ sợ chưa? Nhưng mà ông nội nhắc con nè, người Việt mình nhiều cái tốt lắm. À, tôi nhớ một cái tốt của người Việt nữa rồi. Là gì? Dạ, là lá lành đùm lá rách đó bà nội. Ý cậu muốn nói cái gì? À, ý muốn nói gì nè. À, trong cái mùa dịch này ai cũng khó khăn ha. À, thì nếu mà mình có điều kiện thì mình chia sẻ giúp đỡ, đúng không con? Dạ đúng. À, đúng rồi. Tôi hiểu ý đó đó. Ông muốn gài tôi chứ gì? Ý ông muốn là tôi đem của cải nhà mình nè, mà tình nguyện đem đưa cho bà Tâm để bà làm từ thiện, đúng không? Nè, đừng có gài kiểu đó nha, không dễ gài đâu. Tôi đâu có ngu. Đừng mơ. Bà thiệt tình. Ăn cơm đi. À, chắc ba về đó. Để nội, đi lẹ lên.
ai vợ? Đêm khuya ai gọi gì trời? Nghe điện thoại đi em. Alo. Hả? Em về liền hả? Ủa, nhưng mà sao? Alo. 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 Cái ông này thiệt tình, cái tính kỳ cục không bao giờ bỏ. Anh hai gọi à? Ừ. Anh hai kêu tụi mình về. Kêu một người về thôi. Ai? Kêu em. Chắc là có chuyện gì rồi. Thôi em cứ về một mình đi, coi tình hình như thế nào rồi báo anh, để còn xử lý bầy gà ở nhà nữa. Thì em đã kêu là anh cứ giải quyết cái bầy gà đó đi rồi. Còn cái chuyện đám cưới online á, thì em nghĩ là chắc anh hai cũng đồng ý với đám cưới online thôi à. Em lúc nào cũng vậy. Gì? Nghĩ với cảm xúc của em không à. Không bao giờ nghĩ với cho đối tác của em hết á. Đối tác nào? Đối tác của em là anh đi nè. Mắc cười quá à. Cái chuyện đám cưới này á, là chuyện của hai người, là của em với của anh thôi. Không có liên quan gì đến đối tác nào hết trơn á. Cái chuyện cưới online á, thì ở đây nhiều người biết. Nhưng mà còn quê chồng của bà, ba mẹ của tôi á, có bao giờ mình lên 3G, 4G hay là internet để mà coi đám cưới online đâu. Sao bà không bao giờ đặt vào tâm trạng của ba mẹ tôi hết chị? Tôi là con trai một nè, rồi còn hai đứa em gái nữa. Nó đi khoe khắp xóm làng là anh trai nó sắp lấy vợ. Ủa thì sao? Cái chuyện này là tại Covid chứ có phải tại tôi đâu. Mắc cười quá à. Này là bất khả kháng lắm cho nên mới phải tổ chức như vậy. Tôi muốn chắc. Thôi đi, nè nè. Thấy là có bộ không được rồi đó. Bây giờ chưa phải là vợ chồng chính thức của nhau, bắt đầu nặng nhẹ với nhau mấy cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy rồi. Rồi mốt cưới thì sao? Thấy nếu mà không được giải tán sớm đi. Ghét thiệt chứ. Không đóng cửa luôn. Bộ tính bỏ tôi hay gì? Tưởng không thèm dòm mặt tôi luôn chứ. Mấy má vô không dòm. Vợ tao không cho dòm. Không phải tôi khó khăn gì hết á. Mai mốt đàm phán với nhà vợ cũng phải nghĩ với nhà chồng một chút. Biết rồi, đóng cửa. Ê, đừng có nói chuyện vậy nha. Nói chuyện phải phép. Vợ là phải biết cái trên dưới đàng hoàng. Có kiểu nói chuyện vậy có cần chở đi cho an toàn không? Thích chở thì chở. Nói chút. Anh gọi cho cô Út được chưa? Rồi. Rồi anh tính làm sao? Ngay từ đầu là anh không ưa cái thằng Phong này rồi. Nói với con Chi nhà mình đâu có xứng. Nghèo rớt mồng tơi. Nó có yêu thương gì con Chi đâu. Nó thương là nó thương cái tài sản nhà này nè. Thôi, dù sao cô Út cũng đã có bầu rồi. Bây giờ mình chỉ nói chuyện làm đám cưới thôi à. Mẹ cũng nói giống anh vậy. Thiệt là kẹt cho cô Út quá. Thiệt tình anh không có hiểu nổi luôn. Thời buổi này mà tụi nó để có thai ngoài ý muốn. Rõ ràng là nó bày mưu tính kế, ép gia đình theo ý của tụi nó mà. Anh, thôi mà, đừng có suy nghĩ nhiều nữa, nhức đầu lắm. À, anh ơi, không biết sao bữa nay em mỏi vai quá à. Hay là bóp vai cho em nha. Bóp vai cho em đi.
À em, hay là em vô tắm nước nóng mấy, lát nó khỏe lại anh đi ra ăn sáng với ba, để ba đợi. Trời ơi, cái gì vậy nè? Gạo, đường, mắm, muối, bột ngọt của tôi, khẩu trang của tôi dự trữ, nó mất tiêu hết rồi. À, ăn trộm, ăn trộm. Ông ơi, mọi người ơi. Trời ơi, ông Năm ơi, ông Năm ơi. Hà ơi, Chi ơi, gạo mình có ăn trộm rồi nè. Trời ơi, đồ đạc dự trữ mất tiêu hết rồi nè. Mọi người ơi, ăn trộm vô gạo lấy đồ hết rồi nè, mọi người ơi. Trời ơi, chết tôi rồi. Chết tôi rồi, ăn trộm vô lấy hết đồ rồi nè. Mọi người, nhưng mà cái kho này làm sao mà ăn trộm vô lấy được chứ? Tôi khóa kỹ càng mà đâu có nóng đâu mà nó trổ vô. Tôi biết rồi. Ông Năm ơi, ông giết tôi rồi, ông với con Tâm hại tôi rồi. Ông Năm, trời ơi, ông Năm ơi, là ông Năm. Ông Năm ơi, ông giết tôi luôn nha. Trời ơi, bây giờ lòi cái bản mặt ông ra rồi. Hết con người con quá đáng lắm mà. Ông Năm ơi, mở cửa ra. Ông mở cửa ra, ông chết tôi ngày hôm nay. Ông Năm, ông mở cửa ra không? Muốn hòa mở. Trời ơi. Mở vô và chữ tùm lum hả? Lòi cái bản mặt ông ra rồi. Ông lấy đồ cái nhà đi cho gái thì vừa lòng gì vậy? Ông chưa tôi chết cho ông vừa lòng, ông mở cửa ra không? Mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ bình tĩnh đi, mẹ. Có chuyện gì vậy? Mẹ ơi, mẹ. Có chuyện gì mẹ nói con nghe thôi. Mấy lần ông lấy tiền, lấy đồ đi cho bà Tâm từ thiện. Ông nói là ông đi làm từ thiện mà ông lấy tiền ông cho bà. Mẹ đã tha thứ cho ông mấy lần rồi. Bây giờ nè, ông lấy mì, lấy gạo ông cho luôn bà Tâm từ thiện nè, giết tôi đi. Rồi bây giờ nhà mình nè, còn đồ nữa đâu mà ăn nè. Rồi làm gì mà có đồ dư trữ nữa nè. Trời ơi, ông giết tôi đi. Ông mẹ, bình tĩnh đi mẹ. Mẹ. Mẹ ơi, quý tá trời cao, mẹ mà la như vậy là chết đó. Ba, ba. Sao vậy ba? Má mày, ba quá đáng. Trời ơi. Thôi giờ lấy máy huyết áp đo bả đi. Hãy lên là chỗ uống thuốc. Còn không có gì thì thông. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ. Quá an toàn. Nè, bây giờ đi kiếm chỗ nào ngồi chơi chờ tôi đi ha. Chờ nữa hả? Ừ. Có 2 tiếng không? Ờ, chắc cỡ đó. Trời ơi. Ê, mà thôi, nhiều khi hơn á. Rồi thôi, tôi về nhà chừng nào xong gọi tôi qua tôi đón. Ừ, vậy đi ha. Ừ. Có gì tôi báo. Đi lẹ đi. Mẹ con sao à? Dạ cũng đỡ rồi ba. Huyết áp giảm rồi. Đang nói chuyện với anh Hùng trên lầu á. Cũng may có anh Hùng về kịp. Chứ không thôi thì... Bà ngồi xuống đây. Ngồi xuống đi con. Đứng lên. Ra xa. Cách xa 3 mét cho tôi. Bây giờ về nhà nè. Lây bệnh hết cho mọi người hả? Bà làm gì vậy? Mẹ, đâu đến nỗi như vậy. Mẹ cho nó ngồi xuống nói chuyện có sao đâu. Cô im đi. Tôi chưa nói tới cô nha. Cô là kẻ chủ mưu đó. Tôi giao chìa khóa cho cô chỉ mới đúng 1 tiếng đồng hồ thôi ha. Mà giặt ở trong nhà nè, mở cửa ra, rồi tuồn đồ để ra ngoài cho thiên hạ, của cải nhà mình mà tại sao không biết xót, ha. Rồi cũng cô đó, cô để con Chi nè, nó chạy thoát ra ngoài để theo trai mấy ngày trời, rồi bây giờ nó về nè, đó,
Nó đem cái gì? Nó đem Covid, Covid về lấy cái cả nhà nè, vừa lòng vừa dạ cô chưa? Mẹ, con đã nói không phải chị Hà là người mở cửa cho con. Tại sao mẹ cứ nói điều không đúng cho người ta không à? Sẵn đây tôi nói luôn nè, con Hà không có mở cửa đâu. Bà quá đáng à. Ủa, con Hà nó không mở hả? Vậy cái tôi hỏi ông nè ha, 100kg gạo với mấy chục thùng mì gói của tôi á, nó bay vô tay bàn dân thiên hạ vậy? À, chắc là nó có cánh nè, nó có cánh nó bay đi hả? Ê, tôi già nha, chứ tôi không có ngu. Đừng có quả mặt tôi. Ơi, bà nội. Gì? Mẹ Hà không phải là người mở cửa đâu. Với lại, ông nội cũng không có cánh, mà tụi con bày cho ông nội á. Con? Dạ, thì nhà người hàng xóm á, người ta thấy nên người ta quay lại, người ta đăng lên mạng. Mấy người ở trên đây người ta vô xem quá trời luôn. Trời ơi, nó đi lát nó trở lại, nó có bỏ mày đâu. Lo chuyện ba mày này lẽ lên có. Dạ. Trời ơi trời, giặt ở trong nhà tôi. Trời ơi, trong nhà tôi chứa toàn giặt không à. Trời ơi, tôi chết. Trời ơi, là trời ơi, tôi chết rồi kìa, tôi chết thiệt rồi. Mẹ, ơi, mẹ, ba mẹ ơi. Đi vô lấy thuốc. Dạ. Ba nội ơi. Trời ơi, chắc tôi chết rồi. Trời ơi, chung quanh tôi toàn là địch không nè, trời ơi. Thôi bớt giận mà. Tôi buông tay tôi, ông đừng dính về tôi, trời ơi. Trời ơi, sao nhanh quá vậy vợ? Nói 2 tiếng mà mới có 1 tiếng à. Alo. Trời ơi, mi nói chi rửa phóng. Ba đây nè. Ba gọi con, còn chuyện chi rửa? Chi rửa? Mi cho tao cái địa chỉ, tao kêu xe ôm để tao chờ ba đi mà tới chỗ tụi bay chứ chi. Ba mà tới chỗ mố. Thì chỗ tụi bay mới thuê ở. Ba mẹ tới Sài Gòn luôn rồi hả? Ừ, tao với mà mi đang ở ngoài bến xe miền Đông cái này. Rắn mà ba mẹ lên mà ba mẹ không nói con tiếng nào cả. Lên là phải nói với con chứ, bây giờ con là chuyện đang lu bú nè. Ủa? Lu bú, rửa thì tao về mà mi về lại quê hả? Thôi, được rồi, ba mẹ ở yên đó, con ra con đón. Không biết má còn sao đây. Nè, cái chuyện mà tụi con làm đám cưới online á, cứ làm đi. Nếu mà má còn không đi thì ba đi, không sao đâu. Nhưng mà đã là đám cưới online thì đâu có cần đi đến nhà hàng hay gì đâu ba. Thì ba biết, nhưng mà tại bà khó tánh, hiểu chưa? Má con sao rồi? Dạ, mẹ con huyết áp ổn rồi, đang nằm nghỉ chút xíu. Rầu thiệt luôn. Chi, anh muốn nói chuyện với em. Sao? Chuyện của em sao? Nói anh nghe coi. Thì chuyện sao anh cũng biết hết rồi, anh hỏi em làm gì? Sao mà em khôn nhà giải chợ vậy? Hả? Có phải thằng Phong á, nó bày mưu tính kế, nó kêu em làm theo ý của nó đúng không? Ý nó là ý gì? Thì nó coi cái nhà này nè như cái hũ nếp, còn nó muốn là chuột cái gì? Không, người ta nói cái nhà này như cái hũ mắm vậy á. Ba, con đó nói chuyện vậy nè. Con nói cái gì đó hả? Con xin lỗi ba, nhưng mà ba thấy không, anh hai lúc nào cũng nói chuyện kiểu đó hết trơn á. Tụi bay nín hết đi, hai đứa đừng có cãi nhau nữa. Cứ gặp nhau nói tiếng trước tiếng sau là hai anh em gây lộn à. Tụi con có biết má con đang bệnh hay không? Thôi, con mà ngồi đối diện anh hai nữa lát y như rằng cũng gây lộn nữa à. Con đi, tốt nhất. Em đứng lại đó. Anh chưa nói xong. Anh không cần nói đâu. Em thừa biết là anh muốn nói cái gì rồi. Cũng không có gì tốt đẹp đâu ha. Nè, đứng lại đó. Anh với má đã quyết định rồi, sẽ tìm cái bệnh viện nào đó quen biết, uy tín, an toàn. Còn chuyện cưới xin của em á, thì đợi chừng nào hết dịch Covid đi rồi tính.
Mày đứng lại. Mày đi đâu? Hả? Mẹ ơi là mẹ, con đã 30 tuổi đầu rồi, mẹ để cho con tự ý quyết định cuộc đời của con được không mẹ? Mày muốn quyết định gì đó thì ra khỏi nhà quyết định. Con ở trong nhà này mày không được quyền quyết định. Bây giờ mày muốn đi cái gì, tao cho mày đi đó. Nhưng mà tao nói trước nha, mày mà vừa bước chân ra khỏi nhà tao cắn lửa tao chết cho vừa lòng vừa dạ mày. Mày giỏi mày đi đi. Đi. Đừng có nóng nữa, tao mới bệnh xong. Sao mà không bốc máy vậy trời? Chắc là có chuyện gì căng thẳng rồi. Nhà đẹp sang bà ha. Đẹp ghê. Ôi ghế đẹp ghê kìa. Ừ trời. Đẹp, đẹp lắm. Hai vợ chồng bay mua cái nhà này chắc mắc tiền lắm ha. Bác à, ba mẹ đổi chưa? Con có đặt pizza nữa. Ơi nước nóng mà con mở sẵn ở trong nhà tắm rồi. Ba mẹ vô tắm đi rồi chút xíu nó pizza tới rồi ăn luôn. Đi thôi. Bà mẹ mới vô tắm trước đi. Hí. Tôi ở đây nghỉ ngơi chút tắm sau. Cái chuyện này mới là quan trọng này. Cái chuyện đám cưới đó. Chị xui chưa? Chuyện nói là con nói với ba xấu đi. Ba trời ơi, nhưng mà tắm ăn uống cho đầy đủ được. Con nói với ba xấu. Cái thằng. Cái gì? Sao mà tự nhiên ba mẹ em vô Sài Gòn chi vậy? Thì hôm bữa đó hẹn ba má tôi đi lên trên Sài Gòn rồi qua bên nhà bà hỏi cưới đó. Bộ ở ngoài đó không có Covid hay sao? Không. Không là không sao? Không là không có Covid chứ làm sao? Trời ơi, bộ chuyện bữa giờ chưa đủ rối hay sao bây giờ còn thêm cái này nữa vậy hả? Tuy là ở quê ông á không có Covid nhưng mà ở Phú Yên với là ở Sài Gòn là có rồi. Bây giờ chính sách 5K là ở đâu cũng áp dụng mà, ông phải hiểu cái điều đó chứ. Trời ơi, ở quê tôi là xứ sở bình yên, không có biết 5K 5C gì hết á. Bây giờ cái người mà hết bình yên là tôi nè. Ông có biết là bây giờ hả, mẹ tôi nhốt tôi không cho tôi bước ra khỏi cửa nữa biết không? Không mệt quá. Thì bây giờ nha, tôi nói cho ông biết cái chuyện ở bên đó là như thế nào thì ông tự lấy mà ông lo đi ha. Bây giờ ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Đồ cái thứ hèn, chửi người ta xong mà rồi cố tình cúp máy nhanh để cho người ta đỡ chửi lại chứ gì. Hèn hạ. Ui, cô Vi ơi là cô Vi, hết cô Vi rồi tới cô Chi, bực hết cả mình. Tôi mà điên lên cho hai mẹ con ôm nhau một mình luôn. Không, mi nói cái chi nữa ba. Tao ra tao đựng đỏ khi mi nói chuyện điện thoại với vợ mi. Ba nghe lẻn con hí. Nghe lẻn mà nghe lẻn. Mi nói to như là dòng vô cái lỗ tai tao á. Tao không có muốn nghe nhưng mà đành tao phải nghe. Này, ba nói cho con nghe. Mình là đàn ông đàn an hả, mà mình làm cái trò đó là nhục lắm. Hả? Quất ngừa trúy phong hả? Là xấu hổ lắm, là mất mặt lắm con biết không? Làm như rửa xấu lắm con à, nhục nhà lắm. Mày làm như rửa là mất mặt với bà con xóm giềng nghe chưa con? Gì? Con định xù không cưới nhỏ đó nữa hả? Sao vậy Phong? Con chơi nó già hả? Nó già hơn con có chút xíu có sao đâu. Phải. Ba nói cho con nghe nè, cái đám cưới ní mà hoãn lại á, tao với mà mấy người quê là đổ nợ mới biết không? Tao là mượn ngoài như rửa là mấy trăm, 200 triệu con biết không? Đó, mày tính sao tính đi. Con cũng đang lú bú, chả biết mình răng nữa.
con tỉnh hoàng đám cưới lại. Trời, mi nói hay răng nữa, hoàng đám cưới. Tại vì cái dịch Covid nó lây lan ra cộng đồng rộng lắm rồi. Ở quê mình không có nhưng mà ở cả nước là nhiều lắm. Thủ tướng chính phủ là không cho cấp 1, cấp 2 tới trường nữa. Huống hồ chí là mấy cái trung tâm hội nghị tiệc cưới. Ôi chào ơi, chào trời ơi. Vậy giờ sao đấy? Răng tụi bay hè. Mà mới nghĩ sao? Ai biết sao? Thông, mới tỉnh răng Thông. Thông ơi. Anh coi nè, doanh thu tháng này của tiệm mình lời gấp 3 lần luôn. Ủa, cái thuốc gì mà bán chạy dữ vậy em? Dạ, là khẩu trang với lại nước rửa tay á. Mà công nhận nha, hút hàng kiếm hỏng ra. May là nhờ cô Thu trong bệnh viện á, tuần ra cho em mấy trăm thùng em bán sạch. Mà những loại khẩu trang đó là những loại khẩu trang tốt dành cho các y bác sĩ trong bệnh viện á. Cái gì? Khẩu trang là để cấp phát cho y bác sĩ làm việc trong mùa dịch để được an toàn. Dạ. Mà ở đâu con Thu nó tuồn ra cho em bán vậy? Dạ, con nhỏ Loan làm bên cấp phát vật tư bệnh viện á. Trời ơi, sao em làm mấy cái chuyện đó rùi bu vậy? Em có biết là cả nước đang tập trung chống dịch, y bác sĩ là những người tuyến đầu, cần phải được bảo vệ họ. Em từng làm y tá em biết mà. Sao mà lại tham lam kiếm tiền bằng những chuyện bậy bạ như vậy hả? Em hay chơi bai mẹ, chuyện xếp hàng, đi nhận gạo từ thiện. Còn chuyện của em làm nó còn tệ hại hơn nữa, em biết không? Em bán bao nhiêu thùng rồi? Còn lại bao nhiêu thùng? Dạ, còn có hơn 30 thùng thôi à. Em đem vô ngay bệnh viện, trả hết cho tôi. Mình không lấy thì người khác cũng lấy, làm gì có chuyện y bác sĩ được hưởng. Hảo, nè, ai làm xấu kệ ai, còn mình nó phải sống đàng hoàng tử tế, biết chưa? Ba giỏi quá à, con ngưỡng mộ ba quá. Con ngoan, vô học giỏi nha. Dạ. Ngày mai tôi đưa ba mẹ tôi về quê tìm cách giải quyết cái bầy gà. Thu hồi vốn xong mà còn phải trả nợ cho ngân hàng nữa. Nhưng mà quan trọng á là ông đã nghĩ coi cái cách gì mà ông giải thích với ba mẹ ông cái chuyện hoãn cưới chưa? Thì nó là do Covid chứ sao? Xong mà mở mấy thông tin trên mạng, clip trên mạng lên. Nhưng mà thấy vậy rồi ba mẹ ông nói thì sao? Ba mẹ nói đưa bà về quê để mà làm đám cưới á. Ở quê tôi không có Covid gì hết. Ê, mà nói nghe, coi bộ cái đó cũng là ý hay á nha. Nhưng mà bây giờ vậy đi, ông cứ đưa ba mẹ ông về quê trước. Rồi tôi chờ chừng nào mà chiến tranh nhà tôi tạm đình chiến, tôi bay ra sao, hả? Trời ơi, tưởng không thèm cưới tôi nữa. Vậy? Không cưới thì sao? Cưới thì tôi vui chứ sao? Hay quá ha, nói chuyện kiểu đó đi. Để chừng nào hết Covid đi, tôi xé xác ra, lúc đó còn có mừng được nữa hay không nha. Chào con tôi giùm nha. Nhớ ăn uống đầy đủ. Ăn uống mà không đầy đủ con tôi mới suy dinh dưỡng, chết với tôi á. Nhớ giữ liên lạc thường xuyên nghe chưa? Nè, bên kia thích đó thì bên kia cứ gọi, còn bên đây á thích bắt máy hay không là chuyện của bên đây nha. Ủa, nội chơi xuống hả em? À, Miu. Miu, dạ? Con chạy vô trong mời ông bà nội ra ăn sáng. À, với lại đi ngang qua phòng cô Út á, mời cô Út ra ăn luôn cho con. Dạ. Đi đi, nè nè, đi đi nha, nè. Đi đi, đi đi, đi đi. Tắt quái, tắt quái. Cái gì? Máy đá gà cô. Là quá đáng lắm nha. Quá đáng cái gì? Chứ bà đang làm gì đó hả? À,
bà tối bà không cho tôi ngủ chung giường bà, rồi bà cho tôi nằm dưới sàn, giờ bà còn đuổi tôi đi là sao? Ừ, đi đi, đi qua nhà nó ở luôn đi. Nó nào? Nó, cái con mà tâm đầu ý hợp với ông đó. Hai người ăn ở với nhau đi ha, ở đời luôn, bền ghê lắm. Rồi dắt nhau ra ngoài đường mà ăn mại, ăn xin ha. Rảnh quá không biết làm chuyện gì, đi làm từ thiện, vui lắm phải không? Trời ơi. Ông nội, ông đi đâu mà ông ôm hết mền mùng chiếu gối đi vậy? Bà nội con đuổi ông, giờ ông đi. Bà nội xuống ăn sáng đi, ba con đang chờ. Bà nội cười lên đi. Ờ, xuống trước đi, nội xuống sau. Dạ. Ăn một mình, ở một mình, sống một mình cho khỏe cái thân. Khoan ăn, đợi ông bà xuống. Dạ, mẹ. Ừ, ba. Đói bụng quá, ăn mấy đứa. Không ăn nữa. Sao ạ? Nhìn cái mặt, ngó ăn không vô. Vậy đừng ngó. Bệnh nhân thứ 34, một phụ nữ quốc tịch Việt Nam, 51 tuổi, được cho là lây nhiễm trong chuyến đi khứ hồi từ Việt Nam tới thăm New York và Washington, Mỹ. Mang đi. Ăn đi. Nhắc hỏi em sao? Hàn Quốc và Qatar. Người này sáng ngày 9/3 bắt đầu điều trị cách ly tại bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Trước đó, một loạt ca lây nhiễm đã xảy ra trên chuyến bay VN0054 hôm 2/3 từ London, Anh Quốc về tới Hà Nội. Trong đó có cán bộ cao cấp trong đoàn công tác của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Sau 16 ca nhiễm đầu tiên tại Việt Nam được nói là đã khỏi bệnh và ra viện, 18 ca nhiễm mới đang được cách ly và điều trị. Trong đó có 11 bệnh nhân quốc tịch. Cô đó về chung chuyến bay với anh hả? Việt Nam chưa báo cáo ca tử vong nào vì Covid-19. Thôi ăn đi, không phải chuyện của mình, khỏi lo. Bây giờ ba mà dính bệnh đó là cả nhà mình bị lây luôn á không? Em đã đọc được thông tin về ca nhiễm số 34 ở Bình Thuận chưa? Dạ, con đọc rồi, con đang lo quá nè. Em thấy trong người sao? Có mệt mỏi, ho hay là sốt gì không? Em mở Messenger lên cho Daddy coi mặt coi. Ừ, con mới đo cặp nhiệt độ á, hơn tới 37 độ lận. Bây giờ con còn thấy nhức đầu nữa Daddy ơi. Bữa hôm kêu đừng có đi ăn, không nghe lời Daddy, đi ăn với bà làm gì? Cô mời Daddy là chính, con là phụ thôi mà. Con nghĩ là cô là đối tác làm ăn của Daddy, không lẽ bây giờ cô mời mà con không đi? Con đâu biết như vậy đâu. Bây giờ em chạy qua bệnh viện nhiệt đới, rồi lấy dịch nhờ người ta test thử xem sao. Có gì báo Daddy liền nha. Nhưng mà nhớ, kêu con là phải dối gian trong khai báo y tế hả? Rồi lỡ bây giờ con lay cho Daddy, rồi Daddy lay luôn cho cả gia đình của Daddy. Daddy sao vậy? Daddy là cán bộ ngành y tế mà, trong chiến dịch chống Covid điều quan trọng nhất là khai báo y tế thành thật, để người ta còn truy vết ngăn chặn. Daddy có biết là... Thôi, đừng có lên lớp dạy đời tôi nữa, mệt quá. Tôi đang rối muốn chết đây nè. Người ta mà biết được mối quan hệ giữa tôi với em là chết cả đám. Nhiều chuyện thiệt tình là bực mình luôn đây. Không thấy đi đâu chơi tiệc tùng, thiệt tình là cực hình luôn đây. Chỉ vì hai chữ Covid nó xuất hiện thật chua xót. Oh my god. Mẹ đang đeo khẩu trang, còn ba thì rửa tay. Mấy đứa con thì sửa ngay cái thói quen ngày trước khi đặt bàn tay lên cầu thang. Cả nhà hát vang la 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 la.
vệ sinh trong nhà xong là cùng cười cho tha gà. Mẹ lo, bà lo, ba thức.